Trước khi bắt đầu bản tin ngày hôm nay, đố các bạn biết Anang Unrama là tên cúng cơm của nhân vật nào trong điện ảnh? Nếu đáp án là Hellboy thì chúc mừng, bạn đã trả lời đúng. Trong phim, Hellboy là một nhân vật được vô tình đưa vào thế giới. Và sau 2 phần vào 2004 và 2008 của đạo diễn Guillermo del Toro, chúng ta đã không có phần phim thứ 3 để kết thúc cả chuỗi. Phần 2019 không tính nhé, bởi vì đấy không phải là một phim. Liệu quá trình mang Hellboy đến với màn ảnh có khó khăn gì không? Và điều gì đã đặt dấu chấm hết cho bộ 3 chưa bao giờ được hoàn thiện này? Mình là Linh và đây là Phim News. Mới đây, Guillermo del Toro chia sẻ rằng Hellboy là một trong những tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp đạo diễn của ông. Del Toro phát hành Hellboy vào năm 2004 sau khi đã dành hàng năm trời để phát triển dự án. Các hãng phim đều không quá mặn mà với việc chuyển thể một truyện tranh chưa có nhiều danh tiếng như Hellboy trước sự thành công của những X-Men và Spider-Man. Bộ phim Hellboy đầu tiên còn được phát triển trước cả khi X-Men bấm máy, Del Toro viết: "Tôi nhớ là tôi đã tới trường quay của Mystery Man để cố gắng thuyết phục Universal bật đèn xanh cho dự án. Quá trình này thật sự là mệt mỏi." Không lâu sau, Del Toro đã làm Hellboy 2: The Golden Army vào năm 2008. Tuy nhiên thì bộ phim đã phải chịu sự chỉ trích mạnh mẽ hơn dự kiến. Chính vì vậy, thương hiệu này đã không thể nào tiếp tục sau phần 2 và đạo diễn Del Toro cũng đã tiết lộ những lý do để không một phần phim Hellboy nào mới có thể tồn tại được trong Hollywood hiện nay. Điều giúp hai bộ phim đầu tiên tồn tại này đã biến mất. Del Toro viết: "Lượng tiêu thụ đĩa Blu-ray DVD của phần phim Hellboy đầu tiên thật sự khổng lồ. Nó lớn đến mức mà Ben Feingold tại Columbia chấp nhận đầu tư trọn vẹn để sản xuất phần sau. Ben đã rất kinh ngạc bởi số doanh thu bán đĩa mà Columbia Pictures thu được của Hellboy phần 1. Tôi không nhớ rõ, nhưng doanh thu bán đĩa phim đã vượt quá doanh thu phòng vé." Thật ra, đạo diễn Del Toro của chúng ta đã định làm phần 3 của Hellboy, nhưng doanh thu phòng vé của phần 2 đã kết liễu thương hiệu này. Ông đã chia sẻ với người sáng tạo ra Hellboy, Mike Mignola, về việc biến phần phim thứ 3 thành truyện tranh, nhưng kế hoạch này đã bị từ chối để mạch truyện không bị pha trộn và làm người hâm mộ bối rối. Sau đó, Guillermo del Toro đạo diễn các phần phim như Pacific Rim, Crimson Peak và sau đó là tác phẩm đã giúp ông thắng 2 giải Oscar là The Shape of Water. Hiện tại, vị đạo diễn này đang đảm nhận vai trò đạo diễn cho bộ phim kinh dị tâm lý Nightmare Alley. Đúng như tầm nhìn của Guillermo del Toro, phần phim Hellboy năm 2019 do Neil Marshall làm đạo diễn là một thất bại tại phòng vé. Với 50 triệu đô kinh phí sản xuất, phim đã chỉ đem về 44 triệu cùng số điểm thấp tậm tệ trên các trang đánh giá phim. Đối với những bạn lớn lên với chuỗi Hellboy như mình thì quả thực đây là hai phần phim vô cùng tuyệt vời. Chúng có anh hùng, có người đẹp và thủy quái, có quái vật đủ mọi kích thước từ nhỏ đến to. Tất cả đều được tạo hình trau chuốt đến từng chi tiết. Quả là đáng tiếc khi mà phần 3 kết thúc chuỗi đã không đến được với chúng ta, phải không các bạn? Nhân vật các bạn thích nhất trong Hellboy là ai? Đừng quên comment ở dưới và cho chúng mình biết nhé. Nếu chưa xem phim thì hãy nhanh tay ghé qua video này của chúng mình. Ok, tạm dừng suy nghĩ về phần 3 của Hellboy. Hãy cùng mình chuyển sang phần 3 của một chuỗi phim khác cũng liên quan đến thể loại viễn tưởng và cũng về các nhân vật bước ra từ truyện tranh. Trước khi bắt đầu, nếu bạn chưa xem phần 2 của Vệ binh giải ngân hà, Infinity War hay Endgame thì hãy nhanh tay tua đến mốc thời gian này nhé. Theo chia sẻ mới đây của đạo diễn James Gunn, ông cho biết phần phim Vệ binh giải ngân hà số 3 sắp tới, nhân vật Mantis sẽ không thể lấy lại ký ức cho Gamora. Ông viết: "Chúng ta thấy Mantis đã từng khiến Gamora sợ hãi. Thế nhưng, ký ức là những suy nghĩ, chúng không phải là cảm xúc. Mantis không thể đọc hay gửi đi những suy nghĩ mà cô ấy chỉ có thể tác động vào cảm xúc mà thôi." Trước đó, trong Avengers Infinity War, nhân vật Gamora đã bị Thanos sát hại để lấy được viên đá linh hồn. Tới Avengers Endgame, một phiên bản trẻ hơn của Gamora đã trở lại từ một vũ trụ khác. Chính vì vậy mà nhân vật này không hề có bất kỳ một ký ức gì về nhóm vệ binh giải ngân hà, kể cả mối quan hệ với nhân vật Star-Lord. Sau khi Endgame kết thúc, người hâm mộ vẫn liên tục tò mò về câu chuyện tiếp theo của nhân vật này trong phase 4 của vũ trụ Marvel. Trong khi đó, nhân vật Mantis cũng thuộc vệ binh giải ngân hà lại có khả năng tác động đến tâm lý của con người. Trong hai phần phim Avengers trước, cô đã dùng chính khả năng này để chiến đấu với Thanos. Điều này càng khiến khán giả đặt ra giả thuyết rằng liệu Mantis có thể phục hồi trí nhớ cho Gamora hay không. Tuy nhiên, đáng buồn là chúng ta đã có câu trả lời từ phía của đạo diễn. Hiện tại, vệ binh giải ngân hà phần 3 vẫn chưa có ngày ra mắt dự kiến. Thế nhưng, trong một thông báo mới đây, đạo diễn James Gunn đã cho biết bộ phim vẫn đang được đảm bảo đúng tiến độ, mặc dù cả Hollywood vẫn phải đóng cửa vì dịch bệnh. Dự kiến, phim sẽ được bấm máy vào năm 2021. Cảm nghĩ của các bạn về series Vệ binh giải ngân hà là gì vậy? Đừng quên chia sẻ ở phần bình luận phía bên dưới nhé! Hy vọng rằng ngày ra mắt của Vệ binh phần 3 không bị đẩy lùi quá nhiều so với ngày ra mắt dự kiến ban đầu. Về cơ bản,
là không chịu chung số phận với các phim tiếp theo cũng thuộc vũ trụ Marvel của chúng ta. Những phim tiếp theo. Sau khi hàng loạt dự án của Sony như Morbius hay Uncharted bị xáo lộn lịch chiếu do tác động của dịch bệnh, cuối tuần qua, cả hai phần phim hậu truyện liên quan tới Spider-Man đều đã bị đẩy lùi lịch chiếu. Cụ thể, hậu truyện của Spider-Man Far From Home với sự trở lại của Tom Holland đã rời từ 16 tháng 7 năm 2021 đến mùng 5 tháng 11 cùng năm. Còn phim hoạt hình Spider-Man Into the Spider-Verse phần 2 sẽ phải đến với khán giả muộn hơn dự kiến nửa năm với ngày ra mắt mới là mùng 7 tháng 10 năm 2022. Cả hai dự án này đều được coi là những mũi tên chiến lược của Sony trong thời gian tới, khi Spider-Man Into the Spider-Verse là bộ phim giành chiến thắng tại Oscar 2019 ở hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất. Còn Far From Home là một trong những tác phẩm có doanh thu cao nhất của năm ngoái với 1,3 tỷ đô doanh thu toàn cầu. Đáng nói là sau đó đã xảy ra tranh chấp giữa Sony và Disney, đẩy Spider-Man tới nguy cơ phải rời khỏi MCU. May mắn thay là khi hai bên đã tìm được tiếng nói chung, người nhện đã tiếp tục được sải bước ở vũ trụ của Marvel, với 25% lợi nhuận của bộ phim hậu truyện sắp tới sẽ về tay của nhà chuột. Tuy nhiên, thay đổi này của bộ phim lại đụng trúng ngày ra mắt của người anh em cùng cha khác mẹ, Doctor Strange phần 2. Ngay sau khi Sony đưa ra thông báo thay đổi ngày chiếu cho Spider-Man phần 3, Disney đã một lần nữa rời lịch của Doctor Strange Into the Multiverse of Madness tới ngày 25 tháng 3 năm 2022. Thêm vào đó, Disney cũng điều chỉnh ngày ra mắt của Thor Love and Thunder sớm lên một tuần vào 11 tháng 2 năm 2022. Như vậy là hầu hết các dự án thuộc Phase 4 của vũ trụ Marvel đều đã bị xáo trộn lịch ra mắt, ít nhất là một lần so với dự kiến ban đầu. Bạn đang hóng phim nào hơn, Bác sĩ Trang hay là Nhện Nhọ? Và tại sao? Cùng thảo luận trong khi chúng ta đi qua phần điểm tin nhé! The Rise of Skywalker sẽ có mặt trên Disney Cộng sớm hơn dự kiến. Theo thông báo mới đây, phần phim Star Wars mới nhất, The Rise of Skywalker, sẽ có mặt trên nền tảng Disney Cộng vào ngày 4 tháng 5 sắp tới. Đây là ngày ra mắt sớm hơn dự kiến và trùng với ngày truyền thống của Star Wars, May the 4th. Với sự thay đổi này, người hâm mộ sẽ có thể xem lại toàn bộ 9 phần Star Wars trên nền tảng trực tuyến của nhà chuột. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có phim được lên sóng Disney Cộng sớm hơn dự kiến trong mùa dịch. Trước đó, bộ phim hoạt hình Onward cũng được chiếu trên nền tảng này ngay từ tháng 3 vừa qua, sớm hơn nhiều so với kế hoạch. Đạo diễn Train to Busan làm phim kinh dị cho Netflix. Ông Yeon Sang-ho, đạo diễn của hai phần Train to Busan, đang hợp tác cùng Netflix để chuyển thể bộ web cartoon kinh dị Hell thành một show kinh dị mang tên Hellbound. Nội dung của Hellbound sẽ kể một câu chuyện hỗn loạn tương tự như Train to Busan khi một nhóm các sinh vật siêu nhiên được xuất hiện trên trái đất để kết án con người và gửi họ xuống địa ngục. Từ đó, một nhóm tôn giáo mới cũng xuất hiện, tin rằng các sinh vật kia được các vị thần gửi tới. Yeon Sang-ho sẽ đạo diễn bộ phim dựa trên phần kịch bản của họa sĩ Choi Yoo-suk, người nổi tiếng với bộ webtoon Song God đã được chuyển thể thành phim vào năm 2015. X-Men Dark Phoenix là phim thua lỗ nặng nhất 2019. Mới đây, Deadline đã công bố danh sách những bộ phim thua lỗ nặng nề nhất trong năm 2019 của Hollywood. Dẫn đầu trong danh sách này là Dark Phoenix, bộ phim dị nhân gần nhất, với 133 triệu đô thiệt hại. Những cái tên còn lại trong danh sách bom xịt bao gồm Terminator, Dark Fate thua lỗ 122,6 triệu đô, Cats lỗ 113,6 triệu đô, Gemini Man thua lỗ 111,1 triệu đô và Missing Link thua lỗ 101,3 triệu đô. Phim tiểu sử về Michelle Obama sắp lên sóng Netflix. Mới đây, Netflix đã công bố trailer cho bộ phim tiểu sử về cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Michelle Obama. Bộ phim với tựa đề Becoming sẽ lên sóng Netflix vào ngày 5 tháng 6 sắp tới, kể về hành trình đi dọc 34 thành phố của bà Michelle để giới thiệu cho cuốn sách cùng tên. Xuất bản vào năm 2018, Becoming nhanh chóng trở thành một trong những tựa sách bán chạy nhất của năm ấy. Bộ phim lần này cũng đánh dấu lần hợp tác thứ 3 giữa gia đình Obama với Netflix sau Crip Camp và American Factory. Kẻ phản diện nào theo bạn là đáng sợ nhưng lại gây tò mò nhất trong màn ảnh? Nếu đã từng nghe qua hoặc là nhìn thấy hình ảnh của Pinhead, thì mình cá đây sẽ là câu trả lời của rất nhiều người. Sẽ ra sao nếu nhân vật này trở lại trên màn ảnh trong một series phim truyền hình các bạn nhỉ? HBO vừa ký kết hợp đồng phát triển loạt phim lấy cảm hứng từ chuỗi phim kinh dị Hellraiser với đạo diễn của Halloween, ông David Gordon Green. Theo đó, David sẽ đạo diễn những tập phim đầu tiên của series để đưa phản diện kinh điển Pinhead, kẻ cầm đầu tổ chức địa ngục Cenobites, lên màn ảnh nhỏ. Bộ đôi biên kịch của loạt phim này là Mark Verheiden, người nổi tiếng với Battlestar, Galactica, Daredevil,
Heroes, cùng với Michael Dougherty, người đứng sau thành công của X-Men United, Godzilla King of the Monsters và Trick or Treat. Ngoài ra, đội ngũ sản xuất của phim cũng sẽ bao gồm những đại diện của các hãng phim như Farah, Vertigo Entertainment và Panache Entertainment. Ý tưởng của loạt phim là tiếp nối và mở rộng truyền thuyết lừng danh từ phim Hellraiser, dựa trên tiểu thuyết The Hellbound Heart của nhà văn Clive Barker. Đây không phải một tác phẩm làm lại, mà sẽ tận dụng chính câu chuyện thần thoại này. Nhân vật chính của loạt phim là Pinhead, thủ lĩnh tàn nhẫn của những Cenobites. Hắn sinh ra là con người nhưng lại biến thành quỷ, sống trong một vương quốc ở chiều không gian khác và được gọi hồn bằng một hộp cộng đồ có tên là Layman Configuration. Loài Cenobites đến từ địa ngục để thu hoạch linh hồn của những con người và giữ cho cái thiện và ác được cân bằng. Nếu bạn chưa từng nghe tới nhân vật Pinhead hoặc muốn tìm thêm thông tin về kẻ phản diện vô cùng đáng sợ này, thì đừng quên là chúng mình đã có cả một video giải thích nguồn gốc sức mạnh cũng như cảm hứng của nhân vật rồi, nên là đừng bỏ lỡ nhé. Và vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video Film News của ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy bản tin này bổ ích thì đừng quên like và share nó để có thể nhiều người có thể cập nhật được tin tức về điện ảnh hơn. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với phim, hãy ấn nút subscribe và nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và phim sắp ra văn phòng mới rồi nên là background này chuẩn bị đẹp hơn rất là nhiều rồi. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.